chỉ chờ thằng công nghệ mình thấy là khá dữ khuôn nhóm đã bộ huy chương mình sẽ đi du lịch Phan Thiết và Đà Lạt bằng xe máy nha. 50cc năm nay mình cũng không về nước nha. Nên mình nghĩ trong Tết này là phải làm gì á? Ok, đi du lịch cục nổi nha. Mình chưa bao giờ đi du lịch ở Đà Lạt nha. Em cũng đi Đà Lạt nha. Tết này có 6 ngày nữa mình sẽ dễ hết nha. Tại vì là mình thích Phan Thiết, từ phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là theo Google là 200 km nhé, 6 tiếng nhé. Đi bằng xe máy bình thường nhé, của mình là 50cc tưởng chừng là mất 10 tiếng nha, là vất vả, chắc chắn vất vả, vừa hợp phát vả, vừa hợp quý sự học là lộ lãng nhé. Tại vì là xe máy này là đi chậm nha. Đi thôi nha, Bạn bè nha. Bây giờ là nghỉ nha, cà phê sữa và bia ăn nha, món ăn sáng và liền nha. Nhưng mà mưa mốc á nên không có nhà hàng hoạt động nha, mở cửa nha, cho nên là tìm cà phê thôi nha. Nhưng mà không có khách hàng, ít có người á, vắng người. Mà bây giờ mình lo lắng nha, tại vì là vẫn còn có phải đi 154 km nha, theo Google xe máy thì 3.5 tiếng nha. Nhưng mà cái này là khi đi bằng xe máy bình thường nhé, xe máy 50cc là mất thời gian hơn nha, là mình từng là 4-5 tiếng ha. Mình muốn ở Phan Thiết đến 6 giờ á, là muốn tới vẫn không có mặt trời á. Bây giờ là 1 giờ rưỡi á, không kịp ha. Nhưng mà cố gắng nha, nghỉ một chút, sau đó đi thôi nha.
ơi. Là bị bể rồi. Nhìn nhận ra có tiền sửa xe nhá. Nhưng mà đông cửa. Mình sẽ làm gì? どうしよう。やばらろうや。あるぞ。大丈夫。大丈夫。không được hả? không được, vỏ ruột hư luôn rồi. chạy khoảng 30 phút rồi, 45 phút để tìm sửa xe nên bị cứ nhiều. Nhưng mà ở đây là đường này nên có thể là may mắn. Người ơi, thay đổi thay ruột luôn à, 500 á. Ok, phải tay được đi anh này nè. Không tiền quá. Yên tâm rồi à, đi thôi nhé. Tới rồi nha. Yeah. Đây là Phan Thiết nha. Yeah. Mệt quá. Là mất 5 tiếng rưỡi thì tới Phan Thiết rồi nha. Hay được không? Không có nhà hàng đang mở cửa nha. Còn chó nhiều nữa. À, nhưng mà không có nhà hàng nữa. À, mình đã chạy xe máy ở đường này á, nhưng mà ít có nhà hàng đang mở cửa nha. À, chưa ăn tối được nha. Nhưng mà bây giờ vẫn còn khỏe, không có tai nạn nữa nên rất vui và yên tâm nè. Tôi là từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là 5 tiếng rưỡi bằng xe máy cũ 50cc. Có một vấn đề thôi nha, vì vậy rồi nhưng mà có tiệm sửa xe nha, nhưng mà tất cả các tiệm sửa xe đều đóng cửa do Tết nha. Nghĩ khi Tết không đi ra khỏi nhà nha, còn nhà thì vui hơn. Không là cả hai vui nha. Vì rồi là mình sẽ tìm nhà hàng nhé. Có nhà hàng Hàn Quốc vừa đóng cửa nha. Trong ngày Tết ở Phan Thiết ít có nhà hàng mở cửa nha. Mà đương nhiên nha. Là bây giờ là về khách sạn rồi nha. Mọi người thấy được không? Này có bây giờ là gói đậu trắng, nhưng mà bạn cũng đều có chỗ như này. Lái xe như thế này bị ngưỡng rồi á. Ăn được không? Tay cao trên nước mắm nha. À không, mũi á. Mũi, mồ hôi á. Muốn đi nhà hàng á, là muốn ăn tối mà không có, ít có đông người nên không vào được nhá, nên mình bỏ cuộc đi tạp hóa mua bia, cái snack nhá.
Vì du lịch sẽ mãi cúp 53C. Ngày đầu tiên là xong rồi, buồn ngủ. Nhưng mà mình sẽ trước khi ngủ, mình uống bia nha. 1, 2, 3. Mày ở bài biển nha. Đẹp hả? Đẹp không? Đi nè. Là nghe thoải mái hả? Nghe thoải mái nè. À, hoàn hảo. Là chắc chắn là đây là nghỉ ngơi được nha. Nè, 海沿いにあのホテルがいっぱい建ってるんで、はい、めっちゃ気持ちいいっすね。ということで、ファンティエットムイネの有名な食べ物食べたいと思います。名物料理とかもあるらしいんで、それを食べに行きたいと思います。レッツゴー。ミンゴンがミンゴンスンスータツラニャハンナゴンナイlà được giới thiệu trên mạng là nếu đi Phan Thiết mỗi nhé thì hãy ăn thử mì quán của nhà hàng này. Giống như là Kishimen, mọi người biết là Kishimen bên bản có loại như sợi mì này. Ngon. Mềm. Thì mì quán này là rất nhìn là không phải mặn á, em ăn đồ nhãn, ăn đồ nhãn được em ngon để không có khai là không chỉ có rau mười và rau răm, có rau răm mình không biết rau răm. Nhưng mà cái này là cách nhỏ này nên ăn được nhé. Nếu có khi làm tắm mía của rau răm mỗi ngày美味しい、めっちゃ美味しい。甘くない。やっぱ南だと甘めの料理が多いですけど、これやっぱチューブの料理だから甘くない。もが、ミンケンがホップをミンコアミン、もが最後のな、ふうふうビームオブね、もけないのコンパイ。ミンえもが。Mình chân, mình bắt tự nhiên, cấm tiếp mình ăn, mình tơi nha. Nó rồi à, đây ngon lắm nè. Vừa nói chuyện với thịt của quán này à, mình tưởng mì quán Nam là mì quán của miền Nam nè, không phải là miền Trung, là không phải là mì quán Nam là quán Nam nè, là tên của địa phương nè, hiểu nhầm nè. Đây là rất ngon nè, là chủ quán nè, người quán Nam nè, mì quán Nam thật nha. Cho nên là rất ngon, hộp to là 35.000 nè, nhưng mà
bây giờ là trong ngày Tết nè, em có phụ thư nè là 5.000, hệ thống trên là 40.000 nè, rẻ nè, nếu ăn ở Sài Gòn nè có thể là 70.000 nè, theo khá dư nè là 980 điểm, rất là ngon và siêu rẻ, ngon sạch sẽ. Bây giờ là ngày Tết nè, cần đi gì á, xem chính xác không, 10 điểm nha, ok, hoàn toàn ngon và vị mì Quảng Nam thật thì ngon rồi.